Nhưng đến những sự cố trong ngành y tế thì chắc hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ một sai sót khá nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2011. Khi tiến hành phẫu thuật thận cho chị Hứa Cẩm Tú thì các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đã cắt mất hai quả thận khiến sức khỏe của chị Tú bị suy giảm nghiêm trọng. Sau sự việc trên thì gia đình chị Tú đã làm đơn kiện bệnh viện và dự kiến là phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều nay. Nhưng đại diện Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết là hôm nay chưa thể tiến hành phiên xét xử do đại diện bệnh viện có đơn xin tạm hoãn. Sau khi bị các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cắt mất cả hai quả thận thì chị Hứa Cẩm Tú đã bị suy giảm 81% sức khỏe và liên tục phải tiến hành chạy thận nhân tạo. Gia đình bà Tú đã yêu cầu bệnh viện phải bồi thường thiệt hại một lần với số tiền hơn 440 triệu đồng, bao gồm chi phí chữa bệnh, thu nhập thực tế bị mất từ chăn nuôi, thu nhập bị mất của chồng, khoản tiền bù đắp về tinh thần và trợ cấp cho ba đứa con. Ngoài ra hàng tháng phải trợ cấp khoảng 8 triệu 193 nghìn đồng, bao gồm 3 triệu đồng chi phí hỗ trợ chị Tú khám bệnh, người chăm sóc bệnh nhân, số tiền này phải hỗ trợ đến cuối đời, còn 3 triệu đồng phí nuôi dưỡng các con bà chu cấp đến khi đúng 18 tuổi. Vụ việc đã được đưa ra hòa giải nhiều lần nhưng bất thành do không thống nhất việc bồi thường thiệt hại. Vâng, và ngoài trường hợp mà chị Hứa Cẩm Tú thì bị cắt mất hai quả thận thì trong ngành y tế của nước ta thì cũng có khá nhiều những trường hợp sai sót, như là bệnh nhân bị mắc u bao hoạt dịch ở chân trái thì bác sĩ lại mổ nhầm chân phải, bị thủng dạ dày thì lại cắt nhầm ruột thừa, bị thoát vị bẹn thì bác sĩ lại cắt bàng quang, và thậm chí là bệnh nhân đau thận trái bác sĩ lại cắt luôn cả thận phải. Vâng, trong lĩnh vực y khoa thì những bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể người đó là tim, phổi, não, gan. Và với những bộ phận này, nếu mà trong quá trình phẫu thuật mà xảy ra sai sót thì nguy cơ khiến cho bệnh nhân tử vong là rất cao. Ngoài những bộ phận trên thì con người vẫn có thể sống được nếu mà không may thiếu hoặc là mất một số bộ phận như là lá lách, tụy hay là mất một đoạn ruột, một quả thận hay là không có đại tràng. Đặc biệt nếu một người không may bị mất cả hai quả thận như chị Hứa Cẩm Tú chẳng hạn thì vẫn có thể sống được, tuy nhiên thì sẽ không thể kéo dài được nhiều năm vì thận là cơ quan có chức năng đào thải chất độc để thanh lọc cho cơ thể. Và người bị mất hai quả thận thì muốn đảm bảo sự sống thì phải chạy thận nhân tạo, nhưng mà các chuyên gia y tế thì khuyến cáo là không nên quá 3 lần trong một tuần. Tuy nhiên thì việc chạy thận cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, có thể gây biến chứng, và cái việc này thì đặc biệt là rất là tốn kém hiện nay.